cảm ơn người đã quay trở lại với Việt Nam Java TV. Hôm nay là ngày đặc biệt. Đấy. Mùng 2 tháng 3, ngày mà bạn Bột chuẩn bị ra đời. Ngày hôm nay. Hôm nay là ngày bạn Bột sinh nhật. Ngày này vào ngày này năm ngoái là mẹ Bột một mình trong bệnh viện. Đấy. Dịch nên là họ không cho mình vào, thăm đẻ nha mọi người nhá. Nên là một mình mẹ Bột vật lộn ở trong trong bệnh viện để sinh để có bạn Bột này. Đấy. Để bạn Bột nhớ nhá. Sinh nhật đặc biệt nhá. Ngày sinh thời điểm sinh mà năm sinh cũng đặc biệt. Đúng vào lúc dịch đấy. Nên là bố lưu lại hết những kỷ niệm mà của Bột đấy, khi mà ở bên Nhật này, sau này về Việt Nam ấy, sau về Việt Nam mình nhớ là mình đã được sinh ra ở đâu, bố mẹ nhờ vất vả như thế nào nhỉ? Đấy. Hôm nay sinh nhật bạn Bột nha. Mình mua đơn giản này. Đơn giản với một cái bánh sinh nhật này để chúc mừng bạn Bột sinh nhật. Có bình thường ấy nhà mình có em gái ở bên này. Đây là em gái, vợ chồng em gái nhà mình ấy, là đi về Việt Nam rồi. Với cả hiện ra là cũng mời một số bạn ấy, nhưng mà do vừa rồi mình mới bị dịch corona xong ấy, Covid xong ấy. Ngày hôm nay cũng là ngày gọi là bố được hết thời gian cách ly. Đấy, ngày đầu tiên bố được hết thời gian cách ly nên là cũng không muốn mở rộng, không muốn mời bạn là bé gì. Nhớ may mà cho những may mà bạn nhà bạn bè đến mà ví dụ như dính Covid cái thì nó có mang tiếng, nên là không muốn mở rộng ra, không muốn mời. Cảm bài. Chúc mừng sinh nhật Bột nha. Chúc mừng sinh nhật Bột nha. Chúc mừng sinh nhật Bột 1 tuổi ăn ngoan này, mạnh khỏe này, chăm ngoan này, nghe lời bố mẹ nhá, ông bà nhá. Tháng năm là nếu mà đăng ký được học lớp thì bố cho đi lớp, không thì ở nhà. Mời mọi người ăn cơm cùng mình nhá. Đây là Coca Cola mọi người ạ. Đây là nhà Yakitori. Đấy. Bố ăn gì? Đây là nhà mình mua hết. Không. Nhà mình mua hết. Mua cái này hơi lâu rồi nên là hơi khô. Đây là hành. Hành với cả Yakitori. Thịt gà nướng. Mọi người xem video nhớ ủng hộ kênh nhà mình nha. Bài. Cảm ơn. Khá dữ quá. Uống Coca Cola sữa thật. Chuẩn luôn ý. Hai vợ chồng một non này, một chai này là bao nhiêu ml đây? Không phải 500, chai này to hơn đấy, không có dùng 700 mà. 700 bình thường á, chai nhỏ nó chỉ 250 hoặc là 500 là căng thôi. Đây là Yakitori Tare. Cô lấy hộp giấy. Ngon. Mình ở bên này ấy. Ngày trước mình qua Nhật này ấy, mà lúc ban đầu ấy vất vả lắm, khó khăn lắm. Nên là kiểu như là nhiều cái mình mới qua ấy. Mình không hỏi được ai ấy. Mình không biết ấy. Cái thời điểm đấy là 7-8 năm về trước là mình cũng không hỏi được ai. Đấy. Mình mới qua mình nhiều cái mình không thể biết được. Nhiều cái mình vẫn bỡ ngỡ, mình không biết được ấy.
nên là không biết hỏi ai, mà nên tra mạng tra cũng không có, không thấy, không biết thông tin. Bây giờ mọi người sang nhá, thứ nhất là đông người Việt Nam hơn, công việc tìm kiếm cũng dễ dàng hơn. Bây giờ mọi người sang cái là hầu như có việc ngay. Mình nhá còn phải mất tiền để người ta show cái ấy. Mất tiền người ta giới thiệu việc ấy. Như mình này, đi làm ở Sarawa, cũng như là làm bốc vác ấy. Sarawa mà còn mất 2 man, còn 4 triệu. Sarawa là cái công ty mà vận chuyển mọi người. Vận chuyển người ta để gửi đồ đi ấy, xong mình là cái bên gọi là ở cái trung tâm ấy, phân phát đi các tỉnh, mình chia các hàng ra đi các tỉnh khác nhau, chia các mã số ra, ví dụ cái mã số này là tỉnh này, cái mã số kia là tỉnh kia ấy mọi người. Sarawa với cả Yamato ấy, ngày trước mình cũng làm Yamato, thế nên mình lập ra công kênh này ấy là để chia sẻ những cuộc sống ấy. Mà khi mà mọi người mới qua mà chưa biết ấy, nhiều cái nó trong cuộc sống mọi người, ví dụ như là khi mà mọi người gặp một cái khó khăn gì đấy chẳng hạn, ví dụ trong cuộc sống mà ví dụ như tiền mọi người như gửi đồ chẳng hạn, hoặc là như cách sử dụng như trồ chẳng hạn, mình cũng qua chia sẻ này, cách sử dụng như trồ này, ví dụ như đi gửi đồ này, rồi là đi copy, cách copy, rồi cách photo từ điện thoại, cứ photo từ điện thoại ra qua từ điện thoại qua máy copy chẳng hạn đấy. Nhiều cái mà ngày xưa mình loay hoay người mình phải đi, mình phải ngày mới ra ấy, mình phải có nghĩa là nhờ ấy, nhờ cái chị, các cái chị mà ở trong trường ấy, nhưng mà nhiều lúc á, mình nhờ nhiều ấy thì chị cũng mệt, cũng khó tính đúng không, chị cũng khó chịu đúng không, nên là mình tự lập được cái gì thì mình tự lập cái đấy. Nên là bây giờ mình biết đấy, nhiều cái ngày xưa mình khó khăn mình gặp phải, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người để mọi người bớt đi được khó khăn phần nào đấy. Ví dụ như trong cuộc sống mình gặp được cái trường hợp, ví dụ như là gặp được nhiều cái, ví dụ như của Nhật ấy, người ta ví dụ như là vừa rồi cái bảo hiểm PP chẳng hạn, bảo hiểm mình mua bảo hiểm Corona đấy. Corona. Thì là bớt đi, nhỡ may đâu, chẳng may đâu mà nó phải mắc phải. Bây giờ dịch bệnh nó nhiều ấy, mọi người. Nên là họ không kiểm soát được, nên là chẳng may đâu mà mình bị thì nó có một chút nào kinh phí để gọi là đỡ đi cho mọi người, đỡ vất vả. Ai cũng thế thôi, bây giờ đi ra nước ngoài ấy, thì là một thân một mình, không phải là có gia đình bên cạnh nữa, nên là gặp rất nhiều cái khó khăn khác nhau. Như mình thế thôi, mình cũng gặp nhiều cái khó khăn lắm. Lúc ban đầu sang, mới sang ấy, vô vàn những cái khó khăn. Nào là tìm việc này. Nào là tìm việc này, tìm việc là công tác tìm việc, là ngày xưa mình công tác tìm việc là rất vất vả luôn đấy. Phải 3 tháng, phải sau 3 tháng mới có việc. Mà việc nó không phải là đơn giản đâu, không phải công việc nó nhàn nhã đâu. Mà công việc vất vả cực kỳ luôn, phải bốc vác, rồi đi dọn vệ sinh. Có những ngày mình mọi người chưa biết được đâu, đi dọn những cái bồn cầu ấy, bây giờ đang ăn này hơi mất vệ sinh một chút, nhưng mà nói thật là ngày mới đầu sang ấy, những cái bồn cầu ấy mình phải đi cọ rửa ấy, không phải là đơn giản đâu. Bây giờ chuyện là chuyện lâu rồi, bây giờ kể ra thì mọi người không biết là có tin hay không, nhưng mà mình phải làm những cái công việc như ấy, không được phép lựa chọn. Bởi vì may mắn hơn là sang có hai chị em sang cùng nhau, mình với cả cô em chồng, hai chị em sang thì có anh thì mình sang trước rồi, nhà cửa có sẵn rồi,
công việc thì anh cũng nhờ bạn tìm cho ấy. Thế là cũng may. Thế là có việc. Nhưng mà chị bạn đấy, chị giới thiệu một việc. Còn đâu là một việc là mình phải mất tiền số cai. Tiếng kém, nhưng mà cô như cô em chồng nhà mình ấy, tiếng giỏi thì không mất tiền. Anh nhà mình giới thiệu vào cái là được. Chỉ những người tiếng kém thôi. À sao mà vất vả. Cô Thắm là anh giới thiệu cho đi vào làm sang cướp này. Đâu? Làm cái... Lúc đầu là làm Olympic nhỉ? Xong về sau sang cướp. Hai chị em đi phỏng vấn nhưng mà cô Thắm tiếng giỏi. Ui, ngã đầu. Ăn thế mà lo hoài vậy. Ăn lo hoài. Ăn tí mà lo hoài. Giờ mình ăn mới được. Thêm rất là. Giờ nữa. Pizza. Sao? Thế nên là mọi người sang ấy, mà mọi người, các bạn mới sang ấy, mà xem được video này của mình thì này, nếu như thấy các bạn thấy vướng mắc gì hoặc là gặp những khó khăn gì thì hãy comment ở bên dưới video, mình sẽ chia sẻ và giải đáp. Đấy. Không thì vào trang bếp của nhà mình cũng được, nhiều bạn không hiểu cái gì ấy. Mọi người cũng vào trang bếp của nhà mình xong là nhắn tin. Mình sẽ mình sẽ trả lời hết tất cả mọi người. Như ngày trước mình nói ra kể ra mọi người không tin đâu. 8 năm về 7 năm 7 8 năm về trước. 9 năm. Mình nhớ cũng nhận đi rồi. Buổi sáng đi xin việc. Mấy ngày đầu tiên sang ấy, mình cầm 15 man sang. Đâu 15 15 hay 12 man gì đấy. Bố cho mình. Đúng. Bố đưa cho 15, 12, 12 năm ăn gì đấy. Về sau là anh tìm được việc rồi. Làm tháng 1, 2, 2 buổi, 3, 4 buổi. Tháng 1, 2, 3, 4 buổi thì cũng được mỗi buổi được tầm 9 sen. Thì là cũng bớt đi được vài mát. Về sau anh cũng gửi về được. Anh không cần đấy, anh gửi về được 6 man rồi. Gửi trả bố 6 man rồi. Cũng may không? Không may cái đợt anh đi là có những cái anh cùng trung tâm chơi với nhau nhỉ? Nên là sáng có nhà rồi chứ không phải đi kiếm nhà. Nói chung là ngày mình đi á cũng may mà. Bởi vì là cũng có trong nhóm của mình có 4 anh em. Đó. Có nhiều, có người cùng trung tâm cùng một lớp học ấy của mình ấy là có cả tầm hơn chục anh em. Đấy, à có nghĩa là anh em ở Việt Nam mình học cùng trung tâm, học cùng một lớp ấy là có giao lưu với nhau. Đấy, là thế nên là sang bên này ấy, mà mình lại đi kỳ tháng 4. Anh có 2-3 bạn thì lại đi kỳ tháng thì đi kỳ tháng 10. Tháng 1 hả? Ê, kỳ tháng 10 hay kỳ tháng 1 nhỉ? Kỳ tháng 1 chứ. Ừ, kỳ tháng 1. Thế xong là mấy anh em lại hết 3 tháng ký túc xá thì anh em lại đi ra ngoài thuê nhà. Thế nên là mình sang mình không phải thuê nhà. Đấy. Mình ra ngoài luôn. Ở cùng mấy anh em luôn. Từ lúc đầu sang là phải ở, nó bắt buộc là phải ở ký túc xá 3 tháng ha. Như em với cả cô Thắm là anh đến trực tiếp, anh đến trường anh bảo lãnh cho em đi ra ngoài mất tiền đúng không, anh phải đặt cọc tiền mỗi người 5 man á, mỗi người 5 man. Đấy, anh đặt cọc 10 man đấy. Đấy, mỗi người 5 man để anh bảo lãnh em ra ngoài trong 3 tháng. Nếu như mà hai vợ chồng nếu như em và cô Thắm mà có nghĩa là cái phần trăm đi học ấy mà thấp hơn 95%,
là mất là 10 man đấy. Phải chịu khó đi học mới mới thì để mới lấy lại được. Cho nên là đi học đầy đủ. Nên phải chịu khó đi học 100%. Để lấy lại tiền vì lúc đấy mới sang ở nhà chơi mất hơn 1 tháng rồi, hơn 1 tháng, còn 2 tháng. Xong rồi lại tiền gọc các thứ đó, tốn bao nhiêu là tiền. Xong là mới sang nhìn giá ở siêu thị cái gì cũng đắt. Trời ơi, không dám ăn mà. Một chai Coca-Cola này nó rơi vào khoảng 20.000. Úi giời ơi, giật mình. Ở nhà không bán ở nhà bán 2.000 với cả 5.000. Là đắt lắm rồi, đúng không? Rau gì toàn 30-40 nghìn một mớ. Đùa, không dám ăn mọi người ạ. Thịt thảm thế. Cứ toàn tính ra tiền Việt để mua. Ngày đấy anh thế. Cứ định mua cái gì là phải tính ra tiền Việt, là xem là cái này mấy chục nghìn tiền Việt, xem là có lên mua không. Bình thường ấy, ngày xưa ấy là. Bây giờ đỡ. Tầm này chắc mọi người không tính ra nữa rồi. Bởi vì ngày mới đầu sang, người mới đầu sang cầm ít tiền nên là nhìn cái gì cũng sợ. Em với cả cô Thắm là có anh ở bên này rồi là nên là không phải mất tiền. Hai chị em không mang tiền sang. Không phải mang tiền. Không phải mang tiền vì có anh nhà mình bên đây rồi. Thế sau rồi hai chị em cứ ở nhà thôi. Ở nhà chơi. Vì mới sang không có việc mà. Xong là anh nhà mình đưa tiền cho bảo đi siêu thị. Ui, đi siêu thị cái gì cũng thế đắt. Không dám mua. Không dám ăn. Nhất là rau. Rau còn có khi còn đắt hơn cả thịt. Nhỉ, yeah. Mà ngày đấy toàn đi mua đồ đông lạnh để ăn thôi mọi người ạ. Không có đồ, không có tiền mà đi siêu thị như bây giờ đâu. Toàn đi cái siêu thị mà đông lạnh bán cả một tảng thịt một cân một đấy. Cứ một cân thịt xong là ngày đấy ui ăn mực chứ, mực đông lạnh. Ăn bây giờ nghĩ sợ luôn. Một tuần ăn mấy bữa mực vì mực nó rẻ. Nhỉ anh nhỉ. Mực có 300 yên mà một xáo mực. Ở cái quán cá anh nhỉ. Quán cá ở Singapore. Không biết mọi người ở gần đấy mọi người biết nhá. Cái quán cá Singapore nó rẻ lắm. Mà mực người ta bán cả một tổ mực này, một xào mực này mà có 300 yên thôi. Tính ra nó phải chục con mực. Thế là hết ăn xào lại ăn hấp. Ăn hấp. Hấp chán thì luộc. Luộc kiểu luộc lên xong là ấy chấm đấy mọi người. Xong là nhồi thịt. Ôi dồi ôi, một tuần ăn không biết bao nhiêu bữa mực. Chỉ có quanh đi quẩn lại là mực, cá. Cá ở đấy cũng rẻ cơ. Cá mà cứ 300 yên một cái tổ. Toàn cá là cá. Mà là mấy cá gì nhỉ? Sò huyết. À, Aji. Cá Aji đây. Ừ, Aji rán cá lục. Ở Việt Nam gọi là cá lục. Rồi, nghĩ đến mà thỉnh thoảng được bữa tôm, nhưng mà tôm đắt, tôm tận 1 sen một khay cơ. Mà cá thì 300 yên thì mọi người bảo là chọn cá hay chọn tôm. Ôi giời, ăn tôm, cá, mực. Tôm thì được ăn ít nhưng mà toàn là cá mực thôi. Xong là đợt mới sang anh nhà mình còn dẫn lên tận Ueno để mua cá đấy chứ. Cái ngày ban đầu mới sang vất vả mà. Ừ, không có tiền. Toàn ăn đồ đông lạnh. Thịt ba chỉ ở trong đông lạnh. Nó rẻ. Chứ làm gì có tiền đi siêu thị đâu mọi người. Không có tiền đi siêu thị ăn. Xong nào. Ăn thịt gà ấy, thì không phải là thịt gà như ở ngoài siêu thị mà toàn mua cái loại gói mà 2 cân 1. 2 cân 1. Mà 2 cân thịt gà mà có 1 sen nhỉ anh nhỉ. Chưa đến 1 sen. Nên là rẻ về, không? Về chia ra. Chia được, ra mỗi bữa ăn bao nhiêu đấy? Được 4 cái đùi to. Ừ. 2 cân mà. Ừ. Thì là nó rơi vào 2 con ấy, nó lọc vào rơi vào 2 con ấy. 2 con gà được vào một cái túi ấy. Chỉ mua gà cả tảng ấy thôi. Mới trứng. Trứng rán, trứng luộc. Ừ. Ui giời, rau. Dâu. Sang đây mình thấy trứng nó rẻ như ở Việt Nam rẻ hơn ấy. Nên còn cứ cải thảo chứ. Có nghĩa là một cây cải thảo một đó. Một cây cải thảo to to, được ăn được mấy bữa. Có 200 yên. Ôi trời ơi.
Nói chung cái gì cứ rẻ là ăn. Chỉ có cải thảo, toàn ăn cải thảo với bắp cải. Thế là bắp cải mùa nhá, to hơn cả cái đĩa này, to hơn cả cái pizza mà có 100.000, 20.000 mà đã thấy ba anh em ăn thì phải ăn tận 2 ngày hoặc mấy ngày mới hết. Sướng, toàn chọn những cái món đấy thôi. Làm gì có tiền mà mua hô lên sổ các thứ. Hô lên sổ, rau cải toàn 200 yên. Cái, cứ cái gì rẻ là mua. Nhớ ngày đấy chỉ có ăn mỗi bắp cải với cải thảo. Bắp cải 100 yên một cái đúng không? Ừ, bình thường 100 yên một cái. Mà cái còn to nữa chứ. Cải thảo, cái, anh nghĩ là cái cải thảo bây giờ nhìn cái cải thảo sợ. Cải thảo nó to như này mà ăn chia đến bao mấy ngày mới hết. Hết xào tỏi rồi lại gọi là nấu canh rồi canh ngao. Cũng cho ngao vào nấu canh cải thảo nhỉ. Ôi giời ơi. Ngon mà. Nhà ăn no chưa? Nhanh nè, thường cho bột thổi lên nè, dọn nè. Đấy, bố đặt cho, bố mua cho cái bánh sinh nhật này. Siêu to luôn, siêu ngon luôn. Bố đặt cái bánh này là 800.000 đấy. Tiền Việt đấy. Ừ. Tính ra tiền Việt là 800.000 đấy. 4 xe. Mình bảo ai nhà mình là có 3 người mà sao đặt cái bánh gì mà đắt thế. Không đặt cái 2 sen, 3 sen thôi. Ai nhà mình bảo cái này đẹp. Chả biết có đẹp không. Mình có đi xuống. Đây. Wow. Đồ. Đẹp. Khi đây nà. Đây. Đây. Wow. Min nhét tục cường. Tan yo bi omedeto. Dịch nôm là chúc mừng sinh nhật Minh Nhật. Đây, sinh nhật 1 tuổi nha mọi người nha. Đầu năm đi vào rồi. Đây, đi vào đây. Ui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Anh. Em vợ anh Minh Duy ơi. Anh Minh Duy ơi, nhìn này. Chị xem này. Minh Duy ơi, nhìn này. Ê, mùi pháo nổ. Mùi khét đấy. Mùi pháo luôn đấy anh ạ. Mùi khét đấy. Nhưng mà quá tắt là cái này. Sang năm. Sang năm nha. Đây. Bố tuổi lớn này. Anh Minh Duy tuổi lớn đi em nào. À thế à. Anh Minh Duy tuổi lớn em ấy. Thôi đi. Anh Minh Duy tuổi lớn em này. Thế đi. Trời tát rồi. Úi dồi ôi dồi. Úi dồi mồ. Hồi mạnh nào. Úi dồi anh cá đấy. Anh cá đấy. Anh cá đấy. Anh cá nhà mình đấy mọi người ạ. Đấy. Anh cá đấy. Quà bố tặng đấy. Anh cá nhìn thấy quà bố tặng em chưa. Ăn pa mầm. Ám pa mầm. Hôm nào sinh nhật anh mẹ mua. Em đã bay em thì cũng được lần đầu tiên sinh nhật của bố mẹ còn gì, có cũng được mấy lần làm gì. Ừ.
Cái này mình mua mua cái này mà 4 sen ấy, tính ra tiền Việt là 800 nghìn. Hello. Happy birthday to you. Kìa. Con dạ. Ăn à? Cứ hát đi. Con cảm ơn cô Thắm nha. Là bố đứng lên. Bố đứng lên cảm ơn cô nữa. Xì hát đi. Xì hát đi. Cắt bánh sinh nhật này. Đấy, cắt mình cắt bánh này. Cắt này, yêu cắt này à? Hay cắt này? Cắt hình vuông. Cắt hình vuông à? Ừ. Bánh này không biết ngon không? Anh nghĩ là chua. Ngon đấy. Bột nó thích ăn mà. Đây này. Đấy, cắt như cắt bánh chưng luôn. Wow. Đấy. Bằng đĩa đâu? Đĩa đây bố ơi. Papa ơi. Đĩa đây, đĩa đây. Úi giời, cái đĩa này siêu to cùng lồ. Bố cho miếng bánh to thế. Có khi phải cắt làm giống cái bánh chưng thì mới được. Ăn đi. Đấy. Đồ dọ. Mời mọi người miếng bánh nhá. Tám trăm nghìn cái bánh. Ngon lắm bố. Ngon. Một trăm phần trăm là cái bánh này từ sáng. Thế á? Kiểu nó không bán theo ấy. Nào bố, bố ra bố cho ăn. Đi đi con. Đi ra ba ba cho ăn. Đưa cái bẩn lửa đấy. Bố này, cất cái bẩn lửa đi này. Ba ba cho con ăn nhỉ. Đi ra ba ba cho ăn. Ba ba tặng quà cái con đi. Ăn đi không? Vâng. À, mình đặt là sáng nay 10 giờ mình đi đặt. Đấy, 10 giờ sáng hai bố con đi đặt đặt bánh. Bánh này ngon. Ngon dễ anh nhỉ. Ngon dễ ăn. Nhưng mà bạn bố thích. Mình ấy mình không thích bánh kem lắm. Chỉ có bạn bột mới mẹ thích à? Bánh kem này mình không thích ăn lắm. Nó cứ ngậy ngậy thì mình thích. Làm bằng kem tươi nên là nó ngon. Chứ nó làm bằng trứng gà. Cái này chỉ có vợ mình nhỉ. Bây giờ cu con ở nhà ấy. Là thằng cu con nhà mình ấy. Còn cu đầu tiên ấy là anh lớn ấy là thích cái này lắm. Thích bột cũng thích mà. Bánh Nhật lắm. Bột ăn này. Một tuổi em nhỉ. Ăn thoải mái đi. Ăn thoải mái đi. Cái này không phải là làm bằng trứng gà đâu nhá mọi người nhá. Kem tươi. Cái phần kem này là người ta làm bằng kem tươi ấy. Là anh thấy ghi là kem tươi mà. Ừ, Namakurimu. Thì mình chọn cái Namakurimu thì nó sẽ đắt hơn là cái loại mà người ta làm bằng ấy. Anh cho con xin tờ giấy. Namakurimu đắt mà. Đắt. Nó béo ngậy này, thơm. Còn cái loại mà người ta làm bằng lòng trắng trứng là ấy thì nó lại là loại khác, loại rẻ. Đấy, thì mọi người xem video nhớ đăng ký kênh giúp nhà mình nha, ủng hộ kênh nhà mình nha. Đầu năm nói chung là nhiều cái vất vả thật đấy, công nhận. Đầu năm hai cả nhà đều ốm này. Tết xong ốm chưa đi làm. Nghỉ Tết từ đầu năm đến giờ ấy, từ mùng 1 Tết đến bây giờ là bao nhiêu em nhỉ? 28, 29, 30. Đâu? 30 tháng Giêng. 30 là nghỉ âm à? Nghỉ âm hôm nay bao nhiêu?
30. 30 á? Ừ, nhanh thế. Mai mùng 1 tháng 2 sao? Ôi, thế là ngày thế là mình nghỉ được 1 tháng rồi đấy. Toàn 1 tháng. 1 tháng cũng như là ăn chơi hết tháng riêng luôn. Đúng theo nghĩa của Việt Nam là tháng riêng là tháng ăn chơi. Nhà mình nghỉ nhá, nghỉ Tết xong nhá, xong bắt đầu là bị corona nhá, phát hiện corona nhá. Thì corona có nghĩa là đi làm được 1-2 buổi. Thế xong là phát hiện ra corona. Corona thì vợ mình khỏi xong, xong lại đến mình. Thế thì cả nhà cách ly đến bây giờ đúng 1 tháng. Ồ. 1 tháng chưa không đi làm. Vẫn sống sót. Sống chứ. Nghe. Ba được nhận 5 có được. Ừ. Chuẩn bị được nhận 5 man tiền của bà hiểu corona. Mình thì mình chưa mua, mình không mua. Mà bây giờ em mua cũng đâu có kịp. Đấy, cái lúc đấy này. Kể mà mua sớm từ cái lúc mà em bảo anh nhỉ thì là còn hai vợ chồng đều mua. Đấy, mọi người xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp nhà mình nhá, giúp kênh nhà mình phát triển. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Bye bye.